Chào mừng anh chị đến với kênh Cờ Tướng Việt Trung. Hôm nay em xin giới thiệu anh chị một trận cờ hay vừa diễn ra sáng nay, ngày 14 tháng 8 năm 2024. Cẩm tiên cầm đỏ đi tiên, vương thiên nhất cầm đen đi hậu. Mời anh chị thưởng thức.
将军。将军。将军。将军。
Xin 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 Xin
将军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。
将军。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 
Chơi đến đây sát cục, Vương Thiên Nhất buông cờ nhận thua. Video của em xin kết thúc ở đây. Cảm ơn anh chị xem video của em. Anh chị nhớ bấm đăng ký, bấm chuông. Em sẽ tìm video hay nhất, mới nhất để phục vụ anh chị. Xin cảm ơn anh chị. Chào anh chị ở đây. Hẹn gặp anh chị ở video tiếp theo.